Anh em đang sợ đồng đội chê khi không có skin súng xịn, hay sợ người yêu đá khi không có skin súng level cao? Đừng lo chuyện đó, hãy đến ngay với shoplaogio.vn. Chỉ với 100k có ngay một ạc có skin súng nâng cấp level cao. Đặc biệt, có cơ hội nhận miễn phí ạc cực VIP khi tham gia mini game trên kênh Lão Gió mỗi tuần. Còn chần chừ gì nữa, ghé shop luôn nào. Link shop ở bên dưới phần mô tả nhé. Yo, xin chào tất cả những người bạn có mặt trên kênh của mình. Mình là Lão Gió đây. Hôm nay thì game của chúng ta vừa mới cập nhật cái phiên bản OB mới. Không biết là anh em trong kênh của mình cảm nhận như thế nào về cái OB mới này. Nhưng mà với riêng cá nhân mình ấy, thì mình cảm thấy rằng là cái phiên bản OB này ấy, nó rất là giống với lại những cái phiên bản Free Fire thời đầu tiên, đặc biệt là cái phông chữ. Và ngoài ra thì có rất là nhiều bạn trong quân đoàn của mình kêu rằng là Ska trong cái OB mới này bắn rất là căng anh em ạ. Bắn mạnh hơn cả M14 nữa. Vậy nên là hôm nay thì mình sẽ đi test luôn cái cây Ska nhá, để xem là nó có thực sự mạnh như lời đồn hay không. Đấy, OB trước thì M14 nắm chùm, nhưng mà qua OB này thì không biết là cây nào nắm chùm đâu. Tại vì có rất là nhiều những cái thay đổi về kỹ năng nhân vật cũng như là những cái chỉ số của những cây súng rồi. Rồi, ok, thì Ska mình cũng có rồi đấy. Vùng xanh thì cũng khá là nhiều đồ. Mỗi tội là chẳng có bạn địch nào xuống đây để mình test cây Ska cả. Buồn thế chứ lị. Thôi không sao, sớm hay muộn thì chúng ta cũng sẽ gặp địch thôi. Có cái là nhìn cái giao diện nó cứ ngượng ngượng kiểu gì ta. Có một điều đặc biệt mà bây giờ mình mới nhận ra, đó là cái ping của chúng ta bây giờ nó không chỉ gọi ấn vào, mà chúng ta sử dụng kéo cũng được nha. Nó sẽ khá là tiện và nhanh nữa. Ê, chạy đi bạn ơi. Mình đang đi tìm người nãy giờ đây. Bây giờ mới gặp một bạn nữ chăng? Ui, đồng đội mình không biết kìa. Số 4 ơi, có địch kìa. Nó mất tiêu rồi. À đây 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 đây. Ui là trời. Mới gặp địch thôi, còn chưa kịp giao chiến với bạn ấy nhiều mà đồng đội mình lụm luôn rồi. Nhanh thế không biết. Cho mình xin một kill coi. Cho một kill khởi động cái OB mới coi. Kiểu này là không ổn rồi anh em ạ. Còn không? Có một người thôi à? Tiếc ghê. Ừ. Hình như là đồng đội mình ping có địch này anh em ơi. Đây, đợi xíu. Mình lên cho. Cứ để mình. Nào đâu, địch đâu? Địch đâu, địch đâu? Đây đúng không? Rồi, yếu lắm rồi, yếu dã man rồi, một máu. Ở kìa. Ông nào cover cái quả gọi là cay thế nhờ? Đúng một máu ạ. Bây giờ thì cũng vào hè rồi, nên là anh em trong kênh của mình chắc là cũng nghỉ hè hết rồi đúng không? Vậy nên là mình quyết định là video hàng ngày của mình sẽ đăng vào lúc 9 giờ sáng anh em nhá. Đấy, không đăng vào 8 giờ tối nữa. Mình sẽ đăng vào 9 giờ sáng. Còn bao giờ mà thay đổi về 8 giờ tối thì lúc đấy mình sẽ thông báo sau nha. Tại vì đăng buổi tối nhiều thì mình nghĩ là nó cũng không hợp lý lắm. Thử đổi mới đi một chút xem là có gì khác bọt không. Vẫn còn người nha anh em ơi, vẫn còn người. Đồng đội mình thì vẫn lút đồ anh em ạ. Hình như là các bạn ấy không biết là có một... À biết. Mình tưởng là không biết cơ, nhưng mà biết rồi. Dình nấp thế kia là hiểu rồi. Lom ra lom rom. Bình tĩnh bình tĩnh. Để mình. Ê, rồi xong. Nhảy ra làm gì bạn ơi. Buồn thế nhờ. Hôm nay ngày gì kỳ vậy ta. Nãy giờ rồi đấy. Toàn cover thôi anh em ạ. Ớn thiệt sự. Đây rồi. Một đống người đang bắn nhau. Cơ hội của mình là đây anh em ơi. Không còn cơ hội nữa đâu. Vì là nếu như chỉ bắn được một kill thì clip này mình sẽ không giữ được anh em ạ. Bỏ. Nên là bây giờ mình quyết tâm đi săn thôi. Có hai hỗ trợ nữa. Mấy ông thần này bắn kiểu gì mà đúng lúc ghê. Không biết là do mình xui hay là do các bạn hên nữa. Còn không? Mới được có 2 kill à. Bên này đúng không? Ok, để mình qua. Ôi dồi ôi, hình như là có 2 người nhá. Yeah. Có qua có lại. Ấy, ai bảo ban nãy các bạn ấy cover cho mình, bây giờ mình cover lại thôi. Cái này không phải là do mình hay đâu, mà là do hên đấy anh em. Hên đúng lúc còn một máu thì mình bắn chết.
Yếu rồi, yếu lắm rồi. Ok, xong. Cái này là mình cũng góp công sức nhiều lắm đấy nhá. Bây giờ giết người nó lại còn cộng dồn nữa chứ. Tức là nó sẽ không tính giết cùng lúc, mà đầu game mình giết một người, xong rồi cuối game mình giết ba người, vẫn được tính là quadra kill anh em ạ. Thế không biết là có penta kill với lại hexa kill không ta. Rồi, để mình đi kiếm người mình giết thử coi. Nhưng mà mình nghĩ là chắc là được rồi, tại vì là nó vẫn cộng dồn tới quadra kill là hiểu rồi. Bo này còn tận 12 người mà, lo gì, kiểu gì chẳng có mạng. Nào, các bạn đang ở đâu rồi? Nấp kỹ ghê. Thì mình sẽ chọn cái vùng trên cao chiếm bo nha nhé. Phát những đồng đội mình này, thấy sức mạnh của Ska chưa? Ủa nhưng mà sao? À, quên. Mình đang thắc mắc là tại sao lại không có Penta. Thì bỗng nhiên nhớ lại rằng là mình quên chưa gặp. Hả? Gì đấy? Gì mà không thể cản phá hay là không thể ngăn cản lên ta? Nhưng mà rõ ràng là Penta kill mà. Còn 8 người nữa thôi. Cố gắng kiếm cái Hexa kill nào. Bên này có người không ta? Ui! Làm gì căng bạn ơi, làm gì mà căng. Làm gì mà căng. Ô, unstoppable kìa anh em. Lã màn chưa. Cái này thì giống kiểu như là Liên Minh Huyền Thoại rồi anh em. Trời ơi, lại nhớ cái thời sinh viên của mình. Thức đêm, thức hôm chơi Liên Minh Huyền Thoại thâu đêm tới sáng. Nhưng mà bây giờ thì mình bỏ rồi. Tại vì là game điện thoại nó thịnh hành quá, nên là mình chuyển qua điện thoại mình chơi luôn rồi nha. Không có chơi game PC nữa rồi. Công nhận nghe mấy cái tiếng này đã thật. Sướng nhất là cái tiếng Pentakill. Không biết là mọi người có chơi Liên Minh Huyền Thoại hay không, nhưng mà tiếng nó nghiền lắm các bạn. Go coi. Anh em gạt đi, mình xem báo gì nào. Ôi, năng cứu kìa. Khả năng cao là cứu xong rồi nha bạn. Rampage. Ơ, nhưng mà hình như là có gì nó hơi lạc nhỉ. Không có Legendary gì ta. Huyền thoại á, 7 kill rồi mà. Này đọc tên nó cứ kỳ kỳ. Ấy, đau. Nhưng mà xong luôn rồi nha em ơi. Chưa kịp nhìn thấy cái bạn cuối cùng là cái bạn nào. Ok, tuyệt vời. Một cái phiên bản OB mà mình cảm thấy khá là ưng ý và thú vị. Anh em cảm thấy OB mới thế nào? Hãy để lại ý kiến của anh em xuống bên dưới phần mô tả nhá. Ta-da. Như vậy là video ngày hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Anh em cảm thấy video ngày hôm nay như thế nào? Hãy để lại ý kiến của anh em ở bên dưới nha. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình. Đây là một số video mình nghĩ là nó có lợi cho anh em. Cuối cùng là cảm ơn anh em đã xem video và chúc anh em có một ngày thật tốt lành. Tạm biệt và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. Bye bye.